Mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới, bảo hành cháy nổ, đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000, vô địch tầm giá, đến chơihay.vn. Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chân mình bây giờ đang là hai chiếc điện thoại. Bên tay trái của mình là chiếc Redmi K30, còn bên tay phải của mình đó chính là thế hệ tiền nhiệm của nó, chiếc Redmi K20. Hôm nay thì mình sẽ có một bài so sánh nhanh thôi nhé, hai sản phẩm này với nhau để xem là sản phẩm nào đáng mua hơn, để có một cái nhìn tổng quan tư vấn cho các bạn. Đấy, đầu tiên là về thiết kế đã. Thiết kế đẹp hay xấu thì thuộc vào mắt mỗi người đấy. Tuy nhiên là với cá nhân mình thấy là cái cảm giác cầm nắm ở trên cái Redmi K20 này mình cảm thấy vẫn thích hơn là trên Redmi K30. Có thể là vì cái kích thước của nó nhỏ hơn nên là nó sẽ khiến cho mình khi mà cầm nắm vào nó sẽ dễ dàng hơn và thoải mái hơn. Thứ hai nữa đó là cái phần phối màu ở phía mặt lưng này của cái Redmi K20 này mình đánh giá là tương đối tốt đấy. Đấy, cái cách phối màu theo cái kiểu là cuộn sóng vào bên trong như này, màu đen ở bên trong cũng như là màu đỏ bên ngoài này, nó tạo ra cho thiết bị này một cái cảm giác mình đánh giá là tương đối là sang trọng. Và cái phần camera ở phía sau này của Redmi K20 nó cũng không bị lồi lên quá nhiều như là trên Redmi K30 đó, nên là về phần mặt sau này nếu mà mình thích thì mình sẽ thích cái mặt sau của Redmi K20 hơn đó. Và thêm nữa đó là cái Redmi K20, cái khung viền của nó này thì là khung viền kim loại, còn Redmi K30 thì nó lại chỉ là một khung viền nhựa mà thôi. Đây là một cái sự cải lùi tương đối lớn của Redmi K30 so với cả Redmi K20. Và thêm một cái điểm nữa, nếu mà chúng ta nhìn vào cái mặt trước này để nói về cái phần thiết kế thì bạn cũng có thể nhìn thấy rất là rõ ràng với cái mặt trước màn hình vô khuyết thì Redmi K20 nó đang có ưu thế hơn là Redmi K30. Có chăng ấy là cái Redmi K30 khi mà chúng ta nhìn vào cái phần mặt trước này của nó này, chúng ta sẽ liên tưởng đến những sản phẩm cao cấp kiểu như là Samsung Galaxy S10 Plus chẳng hạn. Đấy, hoặc là cái mặt sau này của nó thì nhìn nó cũng kiểu như là nó khác lạ khi mà nó có vòng tròn bao quanh ấy. Như mình thì mình thấy là cái sự khác lạ của Redmi K30 nó tạo nên cái sự hơi rối ở phía mặt sau, nó hơi nhiều chi tiết đấy, tự nhiên nó thêm cái vòng tròn này vào mình cảm thấy hơi vô duyên. Còn đối với cả Redmi K20 các bạn nhìn này, rất là đơn giản thôi, ba camera đặt dọc như này, thêm đèn flash và dòng chữ Redmi Design by Xiaomi. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái thiết kế này thì thực sự là nhìn vào là nó không bị lẫn vào với cả bất kỳ một thiết bị nào. Còn đối với Redmi K30 thì mình cảm thấy là nhìn vào nó bị lẫn với một số những thiết bị khác, nên là mình không thích cái điều này một chút nào cả. Một số bạn có nói rằng là cái mặt sau của Redmi K30 nó còn giống với cả Huawei cơ, nhưng mình thấy là nó chỉ giống cái vòng tròn này thôi, chứ còn về cái cách bố trí cụm camera cũng như là cái vòng tròn như này thì đúng là nó không giống thiết bị nào cả. Đấy, nhìn nó na ná thôi. Rồi, như vậy là về mặt thiết kế thì rõ ràng là mình thích cái Redmi K20 hơn, về chất liệu của nó hơn, cũng như là với một cái trọng lượng nó rơi vào khoảng 190g thì nó sẽ nhẹ hơn một cái trọng lượng khoảng 200+ mấy gram của cái Redmi K30 này. Đấy, nên cầm vào chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói tiếp về phần màn hình thì sao. Hai sản phẩm này thì đi theo hai trường phái màn hình hoàn toàn khác nhau. Đây, mình sẽ tăng cái độ sáng của cái sản phẩm này lên một chút để cho các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đó. Về màn hình của Redmi K30 thì nó là màn hình IPS chứ không phải là màn hình AMOLED. Còn màn hình của Redmi K20 thì nó là AMOLED. Và thêm nữa đó là cái kích thước màn hình của Redmi K30 thì nó sẽ xấp xỉ là 6,67 inch, còn Redmi K20 thì nó sẽ là 6,39 inch. Nghĩa là về độ lớn ý, thì cái màn hình của Redmi K30 nó sẽ lớn hơn. Đấy, đây là cái thứ nhất. Thứ hai là tấm nền của nó cũng là tấm nền khác, là tấm nền IPS thay vì AMOLED. Và cái điểm khác biệt thứ ba nữa đó là cái tỷ lệ màn hình của Redmi K30 nó là tỷ lệ màn hình 20:9, nó rất là sát với cả tỷ lệ màn hình điện ảnh 21:9 rồi. Và nó sẽ kéo dài hơn so với cả cái tỷ lệ màn hình là 19:5:9 của Redmi K20. Đấy, và điểm khác biệt thứ tư nữa trên màn hình của hai sản này đó là màn hình của Redmi K30 nó là màn hình đục lỗ, còn K20 thì không có bất kỳ một khuyết tật nào cả, bởi vì cơ bản là cái camera của nó là camera thò thụt như thế này. Thì với cá nhân mình thì mình thấy là đầu tiên ấy là về những cái trải nghiệm hiệu ứng thị giác nhé, thì mình thích cái hiệu ứng thị giác ở trên màn hình vô khuyết hơn là màn hình có khuyết tật. Đấy, đây là cái nhất. Vậy là mình sẽ chọn màn hình của Redmi K20. Thứ hai nữa đó là màn hình của Redmi K20 thì nó sẽ là màn hình AMOLED, nên là nó sẽ có ưu thế trong việc xem phim. Đấy, độ tương phản của nó rất cao, ra ngoài trời nắng nhìn nó sẽ dễ dàng hơn. Thêm nữa đó là khi chúng ta xem vào ban đêm ấy thì nó sẽ giúp cho mắt chúng ta đỡ mỏi hơn, bởi vì màu đen của nó rất là sâu, và với màn hình AMOLED thì nó cũng sẽ tiết kiệm pin hơn. Đấy là những ưu điểm của màn hình AMOLED. Đấy, mình sẽ nói hết ưu điểm của con này xong rồi mình sẽ nói ưu điểm của con này sau nhé. Đấy, tiếp tục nữa nào. Với cái tỷ lệ màn hình là 19:5:9 ý, thì khi các bạn xem những cái video tỷ lệ theo kiểu là dạng 16:9 hoặc 18:9 hoặc 18:5:9 hoặc 19:9 hoặc 19:5:9 thì cái diện tích bị chiếm dụng màn hình ở hai dải đen bên cạnh nó là rất ít. Còn
cái tỷ lệ màn hình 20:9 này thì nó sẽ bị chiếm dụng diện tích giải đen ở hai màn hình ở hai bên này, nó sẽ nhiều hơn đấy, và điều đó thì nó sẽ khiến cho mình thích cái tỷ lệ 19:5:9 hơn là tỷ lệ 20:9. Nếu mà nó là 21:9 cơ, thì thôi thì được, chứ nó nhỡ nhàng như 20:9 thì mình cũng không thích lắm. Còn viền của hai sản phẩm này thì như mình nhìn ở đây là cũng xem với nhau thôi. Viền trên, viền dưới, viền hai bên là rất là xem với nhau. Đó. Thế bây giờ còn bây giờ cái ưu điểm của màn hình K30 thì sao? Màn hình của K30 nó sẽ là một màn hình lớn hơn cái đã. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm nhìn thu phóng nó sẽ tốt hơn, nhưng mà tốt hơn ở đây là tốt hơn một tí ti thôi. Đấy, màn hình lớn hơn cho những trải nghiệm tốt hơn một tí ti này. Thứ hai nữa đó là cái màn hình này là màn hình IPS, nên là nó sẽ giúp cho cái thiết bị của chúng ta khi mà xem lại ảnh nó sẽ rất là thật. Màu sắc các thứ là đưa lên máy tính là nó sát với cả máy tính nhất, nó không bị quá nịnh màu như là màn hình AMOLED. Đấy, vậy là nếu bạn nào mà thích chỉnh sửa nhiều thì trên sổ này nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu bạn nào mà thích xem phim nhiều thì sẽ là màn hình AMOLED. Vừa nãy thì mình đã so sánh chi tiết hai cái màn hình này với nhau về cái ưu nhược điểm của màn hình IPS so với cả AMOLED. Nhưng có một cái điểm rất hơn của cái Redmi K30 này so với ở Redmi K20. Đấy chính là cái tần số quét màn hình của Redmi K30 là rất cao. Nó là 120Hz, nghĩa là nó gấp đôi so với ở cái con K20 này. Đấy, chính vì việc có màn hình 120Hz nên là nó sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm ở bên ngoài này cực kỳ là mượt mà luôn. Và nó cũng sẽ khiến cho cái hiệu năng của cái sản phẩm này, cái cảm giác khi chúng ta vuốt chạm nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với ở Redmi K20. Đấy, vậy đây chính là cái ưu điểm rất lớn của cái màn hình K30 120Hz so với ở K20. Còn thêm một cái điểm nữa đó là cả hai thiết bị này của chúng ta nó đều có kính cường lực Gorilla Glass 5 ở phía trước, cũng rất là giống nhau thôi. Kính cường lực 5 cũng ở phía sau này này. Đấy, mỗi tội con này không viền nhựa. Và có một cái đặc điểm hơi đáng tiếc, đó là chính vì việc cái Redmi K30 này nó trang bị màn hình IPS nên là nó sẽ không thể có cảm biến vân tay ở bên trong màn hình được. Còn Redmi K20 thì nó có cảm biến vân tay bên trong màn hình. Thêm nữa đó là vì việc Xiaomi muốn tối ưu hóa cái mặt sau này nó đỡ bị rối. Chứ bây giờ tự nhiên thêm cái cảm biến vân tay ở phía sau này thì nó rất là rối, đúng không nào? Thì họ đã trang bị cái cảm biến vân tay bên cạnh hông như này. Cá nhân mình thì chưa bao giờ thích cảm biến vân tay bên cạnh hông cả, bởi vì là cái diện tích tiếp xúc ở bên cạnh hông nó rất là bé. Mặc dù Xiaomi cũng đã rất là thông minh khi mà họ đã làm cho cái vị trí đặt cảm biến vân tay này cực kỳ thuận tiện. Chúng ta chỉ việc chạm vào phát là được luôn, chạm phát là được luôn, không có mất công đi mò gì cả. Đấy, tuy nhiên là chính vì cái tiết diện tiếp xúc này nó tương đối bé này nên mình không thích cái cảm biến vân tay bên cạnh hông là như thế. Để trên bất kỳ thiết bị nào cũng vậy thôi, chứ không chỉ riêng gì là Redmi K30 đâu. Còn cái cảm biến vân tay bên trong màn hình của Redmi K20 thì thực sự là nó rất là tiện dụng. Đấy, nó tiện dụng và nó là một cái mà người ta gọi là công nghệ mới đấy, nên là điều này thì Redmi K20 lại được đánh giá là nhỉnh hơn. Đó. Về phần hiệu năng thì sao? Hiệu năng thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ không cần phải bàn tới quá nhiều, khi mà hiệu năng Redmi K30 nó đã nhỉnh hơn một chút so với cả Redmi K20 rồi. Đấy, K30 thì nó sử dụng con chip 730G. Đấy, nó sẽ nhỉnh hơn khoảng 10 đến 15% so với chip 730. Đó, G là viết tắt từ chơi game mà. Đấy, GPU của nó thì cũng là 71.000 so với 64.000 ở trên K20. Đó, thì về hiệu năng thì cũng không phải bàn tại cãi tới nhá. RAM ROM tối thiểu thì vẫn chỉ là 664 thôi. Đó. UFS thì cũng vẫn chỉ là 2.1 nó thôi. Vậy là cái sự khác biệt về mặt hiệu năng là gần như là không đáng kể lắm, có khoảng chục phần trăm thôi. Đấy, và bộ nhớ trong đọc ghi cũng vẫn là như vậy thôi. Đấy, nhưng mà về quá trình mình speed test hai sản phẩm này thì rõ ràng là 730G vẫn cho một cái tốc độ load nó nhỉnh hơn là 730, cũng như là cái khả năng chơi game khi mà admin Kha đã test game ở trên Redmi K30 thì nó sẽ nhỉnh hơn Redmi K20 một chút. Đó. Rồi, thế còn về camera thì sao? Đây, ở đây thì mình có chụp một số những bức ảnh về camera của hai sản phẩm này, thì rõ ràng là với cái camera chính đã, thì với camera chính 64 megapixel, thì cái Redmi K30 này nó sẽ cho độ chi tiết tốt hơn và cái chất lượng ảnh cho ra cũng ngon hơn. Cảm biến của nó cũng là cảm biến mới Sony IMX686 thay vì Sony IMX582 giống như là ở trên Redmi K20. Thế còn về camera góc siêu rộng thì sao? Camera góc siêu rộng thì mình đánh giá là cũng khá là xem với nhau thôi. Mặc dù là camera góc siêu rộng của cái Redmi K20 này nó lên tới độ phân giải là 13 megapixel cơ. Đấy, nó sẽ tốt hơn là cái camera 8 megapixel của Redmi K30. Đấy, tuy nhiên là Redmi K30 thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đấy là cái khẩu độ mở của nó sẽ tốt hơn. Khẩu độ mở của cái camera góc siêu rộng ở trên Redmi K30 thì nó là f2.2, còn con này thì là f2.4. Đấy, thêm một cái điểm nữa. Thế còn về góc chụp rộng thì sao? Góc chụp thì mình đánh giá là cái góc chụp của cái con Redmi K20 này nó sẽ rộng hơn là góc chụp của con Redmi K30, bởi vì là cái tiêu cự của nó là 12mm thay vì 13mm giống như ở trên Redmi K30. Đấy, vậy là về cái camera chụp siêu rộng
thì mình lại đánh giá là camera siêu rộng của con Redmi K20 này lại là nhỉnh hơn đấy nhá. Đấy, thế còn về camera tele thì sao? Đây, con Redmi K20 có camera tele, còn Redmi K30 thì không có camera tele. Đấy nên thành ra nếu mà chúng ta chụp ảnh xóa phông với camera tele ấy, ví dụ như với bức ảnh bông hoa như thế này, thì mình sẽ cảm thấy là xóa phông ở trên cái con Redmi K20 nó sẽ lại tốt hơn là Redmi K30. Đó, các bạn hình dung được không ạ? Bởi vì cái con Redmi K20 thì nó chỉ hỗ trợ cái chụp ảnh camera xóa phông có 2 chấm thôi. Với cả nếu chúng ta chụp ảnh siêu macro thì cũng là 2 chấm, và cái việc chụp ảnh siêu macro thì mình cảm thấy là nó không thật và màu sắc lên nó không được đẹp như là cái con Redmi K20 đâu. Đây, K20 lên kể cả chúng ta zoom vào trong cái phần nhụy hoa này này, nhìn nó cũng rất là rõ ràng luôn. Đó, còn đối với cả cái con Redmi K30 thì nhìn nó hơi bị mờ nhòe. Nên là chốt lại về camera đi, thì mình đánh giá là camera chính thì con Redmi K30 này hơn, nhưng camera xóa phông rồi là camera góc rộng thì con Redmi K20 lại hơn đấy. Đấy mới là cái điểm mà chúng ta cần phải ý đến này. Thế còn về camera trước thì sao? Camera trước khi mà mình chụp hai sổ này thì mình đánh giá là nó cũng khá là xem với nhau thôi. Gần như là không có một cái sự khác biệt nào cả. Mặc dù là cái con Redmi K30 nó trang bị một cái camera trước hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông riêng này và có thể thay đổi được khẩu độ này, nhưng mà mình thấy là cái này nó cũng không quá cần thiết đối với mình. Đấy, nhưng mà thôi, nói chung là có hai camera trước để hỗ trợ hơn thì nó cũng sẽ tốt hơn là cái camera trước thay vì có một cái giống như ở trên Redmi K20. Đấy, nhưng mà được cái là cái Redmi K20 nó giấu được cái camera trước để đi này, rất là ngon này. Đó. Rồi, chúng ta sẽ nói về pin thì sao? Pin thì Redmi K30 sẽ tốt hơn với pin 4500, đấy là điều không cần phải bàn cãi tới rồi. Sạc của nó thì cũng là sạc nhanh hơn, sạc 27W thay vì sạc 18W giống như ở trên K20. Đó. Và về những yếu tố khác thì hai sổ này thì cũng đều có hai SIM cả thôi. Loa ngoài nghe cũng xem với nhau, sóng sánh các thứ cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ mình mới để ý ra đó là cái con Redmi K30 này nó có cổng hồng ngoại đây này. Đấy. Cổng hồng ngoại thì nó sẽ cho các bạn cái khả năng thuận tiện khi mà điều khiển TV và điều hòa bên trong gia đình. Đấy, cái này đối với nhà mình là rất quan trọng đấy, bởi vì thi thoảng điều khiển TV không biết tìm thấy ở đâu cả thì mình sử dụng cái này nó sẽ tiện lợi hơn. Tổng kết lại thì mình cảm thấy là Redmi K30 nó có một số những điểm cải tiến cũng như là cải lùi so với K20. Thứ nhất đó là về thiết kế, đây là một cái sự cải lùi cái đã, bởi vì mình không thích cái thiết kế nó như thế này. Các bạn đặt hai sở này vào với nhau các bạn mới thấy được, kể cả mặt trước cũng vậy, lại bị khuyết tật cái thứ nữa, rồi là chất liệu thì là khung viền lại chỉ bằng nhựa, vậy là thiết kế là sự cải lùi. Nhưng màn hình sẽ là cái ưu điểm rất lớn của sổ này, khi màn hình của nó là màn hình IPS tương đối chân thực, và thêm nữa đó là màn hình này là màn hình 120Hz, thì đấy chính là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cái màn hình này. Chứ còn lại thì ưu nhược điểm của màn hình AMOLED và IPS thì cũng không cần phải bàn tới quá nhiều, đúng không nào? Đó, hiệu năng thì K30 cũng sẽ nhỉnh hơn. Đó, thời lượng pin cũng sẽ trâu hơn, sạc cũng sẽ nhanh hơn. Camera thì nó chỉ hơn ở camera chính thôi. Còn lại thì camera tele với cả camera góc rộng thì mình nghĩ là không bằng đâu. Còn camera chụp ảnh siêu macro thì mình cũng chẳng cần đến làm gì cả. Đó. Nếu mà là mình ấy thì mình thấy là với những điểm cải lùi, ví dụ như cải lùi một chút về thiết kế và cải lùi một chút về những cái camera phụ hỗ trợ kèm ấy, thì mình thấy là cũng không quá đáng kể lắm. Nói chung ấy là những cái điểm cải lùi thì mình nghĩ là thôi cũng có thể gọi là chấp nhận được. Đấy, tuy nhiên là những cái điểm cải tiến thì đúng là có đáng ghi nhận. Đấy, nếu hai sở này mà bằng giá tiền nhau nhé thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn K30 hơn. Đấy, tuy nhiên là nếu mà K30 mà đắt hơn sở này khoảng 1 triệu trở lên đi thì lúc đó mình sẽ ưu tiên mua K20 cho tiết kiệm tiền. Còn các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm này thì cũng có thể để lại comment để cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bất kỳ những thông tin gì về hai sản phẩm này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Clickbuy nhé.